Hả? Gì? Đây đây nè, Long. Khang ơi, cái đây này con. Đây nè, đây nè. Này là không có chọi chúng người ta nghe. Đi qua chỗ một cột chơi nữa không? Qua chỗ một cột chơi nữa không? Có thơm không? Có. Ok. Cây mít ở đâu mà con nghe cái mùi thơm của cây mít đó. Không biết nữa. Ở đâu có mít chín? Khang ơi, Khang ơi, nói mẹ mua cho nó cái nón chùm đầu. Nón mới. À. Lần Khang á. Kiếm ơi. Chai để tỉnh. Rồi. Bóp vậy. Chai bóp bị. Đây này. Thấy. Bà có thấy cái phòng làm việc của bác Hồ không? Thấy luôn. Có thấy cái đoạn đó của bác Hồ không? Thấy luôn. The mango with the pizza.
Đâu rồi mẹ đâu rồi? Mẹ thôi chứ mua được. Ê coi chừng lọt dưới đó con. Hả? Được. Đội lên cho nó luôn đi. Khang ơi đội nón mới con. Đứng tuổi. Đẹp, nhưng mà đội đẹp hơn nó. Quay một cái này coi. Ê trời, sức kỳ vậy. Cái tên coi. Cái này ấm hơn cái kia đó. Ấm hơn cái kia. Nhìn cái mặt đẹp hơn. Đâu quay lại mình coi. Ấm hơn. Đẹp hơn, tròn đẹp hơn kia nhìn đó. Đổi nó đi. Trời ơi. Chịu không? Ai? Cái này còn đi phải tập mới được. Tập mới biết thổi. Bà nói ơi, bà nói đâu rồi, mua gì mua. Thank you.